Chào mừng anh em đã đến với kênh Hưng Thịnh Đồ Đĩa Úc nhá. Hôm nay tôi lại tiếp tục lên một cái số máy gửi tới cho tất cả các anh em. Mình vào coi xem mình đang cần cái loại máy gì, loại dòng nào để phù hợp với cái công việc của mình đang cần. Thì ở đây hôm nay tôi lên đến là hàng như là hàng nhập Úc nha anh em nhá. Trong cái lúc thời điểm nó đang chờ cái hàng cũ, cái hàng đã qua sử dụng. Thì của tôi đã gọi là tranh thủ gọi là mua những cái hàng ở bên hàng mới đấy, căn cả là ngồi để căn những cái hàng sale đấy, thì gửi được những ít món về. Mặt hàng nó là hàng mới em nhá, cũng còn ít hàng cũ thôi đấy. Về để bán trong lúc trong thời gian là đang không có hàng cũ, nên là anh em giá thì nó hơi so với hàng cũ nó hơi nhảy hơn một xíu thôi, không cao lắm anh em. Nên anh em nào quan tâm thì có thể mua được con máy nào thì anh em chụp lấy rồi gửi vào hai số điện thoại, chụp là hình như hai số điện thoại đều có Zalo cả anh em nhé. Anh em không có vào được Zalo, anh em có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin cho bên shop anh em nhé. Hôm nay thì tôi cũng lên chi tiết đây cho anh em giới thiệu sơ qua anh em. Đây cũng có máy dò âm tường này, đấy, dò kim loại, dò dây điện này, rồi máy đo khoảng cách này, rồi máy bơm xe, rồi khoan, rồi khò, rồi khoan bê tông, rồi mấy cái thổi lá cưa xích, đấy, rồi mấy cái đồ phụ kiện đánh bóng hơi, rồi nhám hơi đấy, cắt hơi, rồi máy phay, máy lọng, máy mài. Nói chung là tương đối nhiều máy nha, máy ít nén khí. Để anh em vào coi thấy mặt hàng các thứ ok thì anh em chấm giúp cho một cái like nhé ở dưới góc trái màn hình. Xin cảm ơn tất cả anh em. Thì bây giờ tôi đi vào chi tiết từng cái mặt hàng ở đây cho anh em. Thì giá cả anh em thấy ok thì chốt nha anh em nhé. Rồi bây giờ tôi đi vào chi tiết từng cái máy ở đây. Chi tiết thì tôi giới thiệu anh em là cái đầu thổi hơi nhé, đấy, thổi xịt nén khí đấy, đây, không biết là trong cái vỉ đấy, không biết mới nhá, đấy, cái này thì tôi sẽ mua cái đầu ghim hơi và tôi kèm thêm cho anh em luôn, đấy, kèm hơi, bởi vì nếu mà những cái nhỏ như thế này này, đấy, anh em tự trả ship nhá, đấy, tự trả ship tôi bán cho anh em là 150k một cái, anh em tự trả ship những cái nhỏ này nhá, đấy, còn như cái này này, cái dài dài này này, cái nó dài hơn đấy. Thì anh em nào quan tâm thì tôi cũng để cho anh em là cái vòi xịt dại này thì để cho anh em là 200k đi, 200k một cái thì là giá, nói chung là anh em tự phải trả ship với những cái nhỏ này không lời bao nhiêu đấy, thì lời được vài chục ngàn nên là không có bao ship được anh em nhá. Rồi đây là cái giò âm tường này, đấy, cái giò âm tường đấy cũng còn mới nguyên hoạt động với thế của nó đây. Cách thức sử dụng ở trên này, hướng dẫn hết trên này em nhé. Trên đây này. Đấy. Cái này nó dò âm nhá, dò điện độ sâu của nó, ví dụ dò kim loại điện nhá. Độ sâu của âm tường được tối thiểu là 5 phân anh em nhá. Đấy, tối thiểu 5 phân. Thì một cái dò như thế này thì tôi ra cho anh em là giá chỉ có 450k thôi. bốn trăm năm mươi k. Rồi cái đây là cái đo khoảng cách này, cái đo khoảng cách cũng đây là cái này đo được có 25 mét thôi nha anh em nhé, tia đỏ nhá, 25 mét tia đỏ. Giá của cái đo khoảng cách này đấy, nói chung là chưa sử dụng anh em nhé, cũng như trong này thì anh em nào quan tâm ấy, thì giá tôi để cho anh em là chỉ có 350k bao ship nhé, giá là đã bao gồm phí ship, anh em quan tâm thì nhắn tin nhé. Rồi còn cái loại đo độ ồn này, đo độ ồn này, đo độ ồn của văn phòng, căn phòng hay là văn phòng của mình nhé, đấy, hay là làm một cái âm thanh gì hay là quay, anh em có thể ví dụ như ghi
âm thanh hay là hát hò gì đấy, một cái phòng của mình cần đảm bảo cái độ ồn không có ấy, để thâu ghi âm gì thì anh em có thể dùng cái này đấy, để anh em đo độ ồn nhá. Đấy, cái này anh em cũng quan tâm để cho anh em là giá thì 300k thôi nhá, 300k. Còn cái đo nhiệt độ này, đo nhiệt độ như vậy này, anh em có thể đo nhiệt độ con cơ thể con người và đo nhiệt độ của cái máy ô tô hay là máy nổ, và đo nhiệt độ của độ khò của cái nồi ấm đun sôi, hay nói chung là cứ cái hay là đốt nướng, là xem có đủ độ nhiệt độ đảm bảo cho mình không, thì em có thể dùng cái này nhá. Đấy, cái này thì anh em có thể bật bấm cái cò này, anh em kia nó có tia màu đỏ vào chán mình ạ, thì nó sẽ tự hiện nhiệt độ của mình. Đấy, luôn luôn có được đủ 37 độ C không nhá. Đấy, thì là đảm bảo là nó làm được, là nó đo được anh em nhá. Đấy, giá thì anh em quan tâm một cái đo nhiệt độ này 350 một cái, bao ship tận nhà cho anh em nhá. Rồi, còn đây là cái gọi là bấm GV này, bấm GV bằng thủ công nhá anh em này. Đây đấy, bấm GV, anh em có thể nắp khóa hay là nắp bất cứ một cái gì, thì anh dùng cái bấm GV, nó có ba cái đầu kèm theo nhá, ba đầu kèm theo luôn. Đấy, anh em mà quan tâm cái đầu bấm GV này nhá, đấy, cứ để cho anh em là giá chỉ có 250 một cái thôi để bao ship tận nhà. Còn nếu anh em là tự trả ship thì 200k một cái đấy, thì trả ship. Còn cái này cái gọi là reset của cái xe ô tô của mình nhá, đấy, mình kiểm tra cái gì xe của mình chưa báo lỗi, thì mình kiểm tra nó báo lỗi gì, thì em dùng cái này để kiểm tra cái động cơ của mình nhá, toàn bộ cái xe của mình nó báo lỗi gì nhá. Đấy, giá anh em quan tâm để cho anh em đúng 350 thôi nhá, 350 thôi. Còn đây là cái bơm xe tẩu đây. Đấy, bơm xe tẩu, cái này là bơm nhá, đảm bảo anh em nhá, tôi test hết rồi, bơm ok luôn anh em, rất là nhỏ gọn nhá, anh em vứt ở cái đằng sau xe, cái cốp xe đấy, lúc nào mà thấy xe mình mà nó thấy nó non á, đấy, nó yếu hơi, thì anh em có thể dùng cái này bơm lên ok nhá, đẩy được đấy, tự bơm cả được cái xe dòng bán tải mà tôi vẫn bơm được chứ, thì không vấn đề gì, chắc ok. Giá có 300k một cái thôi đấy, anh em nào quan tâm nhá nhắn tin giúp nhá. Còn đây cái khoan pin dòng 2 chức năng đấy, của Ojito dòng mới lưu nhá anh em nhá, mới lưu 2 chức năng, khoan bê tông nhá, cái này là không có đục mà chỉ có khoan bê tông, và có thể khoan sắt, khoan gỗ cũng được nhá. Đấy, giá cũng 1,2 triệu thôi, bao ship cho anh em nhá, 1,2 triệu một thân máy, bao ship cho anh em tận nhà cho anh em. Rồi, còn đây là cái khoan hơi này. Đấy, cái khoan hơi nhá, cái này đầu 13 nhá, đầu kẹp 13 anh em, đầu kẹp 10 anh em nhá. Đấy, đầu hơi kẹp 10, anh em nào hay dùng hơi thì khỏi phải mua ấy, thì nó cũng có đảo chiều đây. Đấy, có quay đảo chiều. Đấy, giá của cái này anh em nào quan tâm để anh em là giá đi 450. Đấy, 450 cái bao ship tận nhà. Còn cái cắt tôn này này. Đấy, cắt tôn hơi nhá. Đấy, cắt tôn hơi như vậy này. Đấy, để cho anh em 450. Đúng không? Đó. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin giúp nhé. Còn cái bu lông này. Đấy, còn cái bu lông của bu lông góc nhá, bu lông góc của Ryobi này mới nha anh em nhá. Đấy, mới này. Anh em nào quan tâm thì tôi để cho anh em 800k nhá. Bao ship tận nhà cho anh em. Đấy. Còn cái cắt tôn này. Đấy, cái cắt tôn này anh em này. À, cái này cắt mài chứ đâu, cắt thôi. Mài cắt được anh em nhá. Đấy, cắt mài cắt bằng đá đây. À, bằng hơi nhá. Anh em nào quan tâm cái này thì để cho anh em là 500k báo ship nhá. Còn đây là cái con bào của IG. Bào điện IG nhá. Công suất của nó là 700W anh em nhá, 750W. À, 700W anh em, điện 220. Đấy,
máy hoạt động bình thường, ok, ổn định nhá. Còn đẹp 98-99%. Giá anh em quan tâm, để cho anh em là 1.550.000 bao ship tận nhà nhé. Đấy. Còn đây là con bào quả Santa đây. Đấy. Bào Santa đây. Lưỡi có thể là nó thông dụng nhá, tất cả của ai gà và đều và Santa đây lưỡi giống nhau nhá em nhá. Đấy. Thì con Santa đây thì nó bảo hành chính hãng. Thì công suất của nó cũng công suất của con này nó cũng rớt vào là 750W. Đấy, giá thì của nó là đi 1.350 nhá, bao ship tận nhà anh em nhá. 1.350 bao ship tận nhà. Ở đây là cái con gọi là vừa có thể đánh bóng mà vừa anh em này, đây này, cái này nó miệng này, vừa nhám này, vừa bóng này có thể được này. Đấy, hơi nhá của dòng Rewi nhá. Đấy, cái này thì anh em mà quan tâm để em là giá là 850.000 thì đúng. Bao ship tận nhà nhá. Đấy. Anh em quan tâm nhá, mới đấy nhá, mới hoàn toàn nhá. Rồi tiếp sang đây cái con tỉa rào, à tỉa cành, à tỉa dậu này, à tỉa cây cảnh ấy. Anh em nó nôm ra được tỉa cảnh nhất là phù hợp với các bác có tuổi về hưu ấy. Đấy, các bác có tuổi về hưu mà dùng cái này thì quá lý tưởng. Bởi vì cái này nó có cả pin cả sạc đầy đủ anh em nhá. Pin là đã đóng sẵn trong máy rồi nhá. Đấy, pin đóng sẵn trong máy rồi, bây giờ về mua về là sạc hết điện thì sạc vào là xài thôi. Đấy, máy new mới new nhá, 100% luôn. Đấy, nó có hai lưỡi như này, một lưỡi tăng đơ. Anh em ví dụ như có cái cây cảnh nào mà như cây xanh đây. Đấy, nó có từng cái tán anh em dùng cái này. Đấy, tỉa cắt như kiểu là cắt cho nó bằng đi đây, gọt đi. Đấy, cái này đấy. Đấy, cái này còn cũng dài được đấy được 20 phân. Đấy. Thì anh em nào quan tâm ấy, giá 1 triệu là mới lưu nhá, cả sạc luôn nhá. 1 triệu bao ship nhá, 1 triệu bao ship. Tận nhà cho anh em. Ở đây cái con bào của Ojito này cũng mới đi 100% này, hàng hầu như mới nhá. Đấy, cũng công suất nó 750W, 17.000 min, cũng lưỡi của nó là lưỡi phổ thông nhá, full phụ kiện, đầy đủ phụ kiện nhá. Đấy, có cữ phụ kiện đầy đủ luôn. Đấy, giá của con này thì để cho anh em là 950.000 bao ship tận nhà nhá. 950.000 con bào tay của Ojito mới new nhá. Đấy, còn đây là cái mài chuyên mài mũi khoan này. Đấy, anh em nào thường dùng mũi khoan thì nên dùng mua con này. Đấy, vì cho mình đỡ phải mua hoài mũi khoan đúng không? Đấy, tiết kiệm được. Đấy, thì mình tiết kiệm gọi là tích tiểu thành to thì anh em có thể mua cái này, mũi của nó đây. Từ 3 ly cho đến 12 ly. Thì anh em có thể sử dụng cái mũi khoan thì mình cứ mài đi tí là mình có thể bén là mình khoan được thoải mái nha anh em nhá. Mũi sắt, mũi gỗ đều ok luôn. Thì giá của cái chuyên mài mũi khoan này nhá. Đấy, 800.000 bao ship tận nhà cho anh em. Đấy nhá. Anh em nào quan tâm nhá, điện 220 hết anh em nhá. Đấy, anh em nào quan tâm thì nhắn tin giúp nhá. Rồi còn cái máy đây, cái dòng máy máy trà tường, anh em là làm sơn nước, chuyên làm sơn nước đây. Nó có túi đây, có dây nhám này kèm theo thì dây nhám này là thông dụng nhá, phụ kiện của nó mới lưu 100% một viên này nhá, chưa sử dụng cái máy chưa hoạt động này anh em, đấy, chưa hoạt động mới lưu, đấy, công suất nó là 1.200W, điện 220, thì anh em quan tâm nhá, đấy, giá để cho anh em là 1.300.000 là bao ship tận nhà cho anh em nhá, kiểm tra nhận hàng nhá, mới lưu 100%. Còn đây là còn cái con này con phay. Đấy, đây là con máy phay 10 con máy phay 6.3 nhá. Loại công suất lớn của Ojito nhá. Đấy, cứ của nó có đầy đủ anh em. Đấy, con này rất khỏe này. Đấy anh em nếu mà làm nhiều thì dùng cái này cho nó đảm bảo khỏe này. Đấy, nó phay được cái gỗ cứng này. Đấy. Thì công suất của nó là 850W đấy nhá, điện 220. Đấy, còn mới nguyên anh em này. Đấy, đầy đủ phụ kiện đấy. Mới nguyên nhá. Thì giá của nó là 1.250.000 là bao ship tận nhà anh em nhé. Đấy, mới lưu đấy. Rồi đây là cái con phay mini. Đấy, phay nhỏ này. Công suất của nó 350W này. Điện 220 nhé anh em nhé. Đấy. Đấy, cũng đầy đủ full phụ kiện này. Đấy. Thế anh em nào quan tâm con phay 6.3 công suất nhỏ
Thế cái này thì phay là chỉ phay được độ sâu của nó có hạn nhá, không được độ sâu quá nhá. Thì giá của con này đấy, để cho anh em là 750k là bao ship tận nhà cho anh em nhá. Đấy. Anh em nào quan tâm nhắn tin giúp nhá. Còn đây là con lọng. Đấy, đây là con lọng của lọng điện của Ô Di Tổ nhá. Đấy, máy thuộc công suất lớn nha anh em nhá, công suất lớn. Đấy, có điều tốc này, công suất con này nó lên tới 850W, điện 220. Đấy, máy tình trạng là mới lưu 100%. Đấy. Máy hoạt động rất khỏe, công suất mạnh, hoạt động rất khỏe, có lưới kèm theo. Đấy, có lưới kèm theo nhá. Giá của con này anh em có quan tâm ấy, để cho anh em con lọng này là 1 triệu bao ship tận nhà, kiểm tra nhận hàng nhá. Nếu mà không đúng như gì tôi nói mạnh thì anh em cứ hoàn lại, không sao hết, trả lại nhá. Đấy, giá đã bao gồm cả phí ship cho anh em rồi. Thì anh em đấy, bảo hành cho anh em xài nhá. Máy đảm bảo bao tốt luôn. Còn đây là con mài hai đá. Đấy, con mài hai đá của Ojito nhá. Đấy, một đây là một bên mài phá này, một đây là mài nhiễn này. Đấy, đầy đủ, mới lưu 100% luôn. Đấy, công suất min của nó vào con này công suất min của nó lên tới 2980 min, đấy, như 3000 min anh em nhé, lưới 150. Cái công suất của nó là 150W, điện 220. Đấy, anh em nào quan tâm, giá nó chỉ rớt vào 1.150.000 thì bao ship tận nhà cho anh em. Đấy, anh em cứ kiểm tra nhận hàng thoải mái nhá. Đấy, cứ test ok nhá. Ở đây con mài dao kéo này. Đấy, một bên đây này, mài mũi khoan này. Đấy, mài mũi khoan này. Đây là mài mũi đục này. Đấy, mũi đục này. Còn bên là mài dao kéo này. Đấy, nó thể hiện dán hết đây cho mình. Anh em nào quan tâm nhá, cái máy mài mũi khoan nhá. Đấy, máy mài dao kéo nhá, giá chỉ có 800k thôi nhá. 800k là ship tận nhà cho anh em, kiểm tra nhận hàng mới lưu 100%. Đấy, rất thuận tiện cho những người anh em mà mình đang cần gì mài dao kéo thì đây con này, để cái dao thường nhà bếp hay cùi thì cứ dùng con này mới là tiện cho anh em nhá. Rồi anh chị em, rồi đây đây là bộ mài, máy mài mỹ nghệ nhá, mài mài khuôn nhá, máy mài khuôn có điều tốc nhá, máy mới lưu 100%. Đấy, có điều tốc này, có dây chuyển động nhá. Đấy, mình có thể để chỗ mình mài vào cái chỗ cầm cái dây, mình mài máy để một chỗ xong rồi mình cầm dây mình mài thôi. Đấy, phụ kiện của nó kèm theo thì full luôn nhá. Giá của con này, đấy, để cho anh em là mới lưu là 850k là bao ship tận nhà, kiểm tra nhận hàng nhá. Đấy, anh em nào quan tâm nhắn tin giúp nhá. Rồi còn đây là cái cũng mài khuôn chạy pin anh em nhá, mài khuôn chạy pin này, có pin sẵn trong này, tức là pin biết ở trong này hết, sạc đầy đủ luôn. Pin sạc đầy đủ chỉ việc hoạt động thôi, hết pin thì sạc vào là mình hoạt động nhá. Cũng đầy đủ full phụ kiện đây, mới lưu 100% đây anh em. Đấy, anh em quan tâm cái mài khuôn của Ojito pin, giá chỉ có 1 triệu bao ship tận nhà, kiểm tra nhận hàng anh em nhá. Đấy, giá chỉ có 1 triệu thôi. Anh em nào quan tâm thì cái dòng mài khuôn pin thì nhắn tin giúp anh em nhá. Còn đây là con khoan điện Ojito công suất lớn nhá. Đấy, công suất lớn này, có đầy đủ phụ kiện kèm theo. Đấy, con này là đầu kẹp nhá, đầu kẹp thôi, là không phải đầu Octonox nha anh em nhá. Con này công suất của nó 1010W. Đấy, điện 220. Đấy, đảm bảo anh em nhá, dòng này là dây đồng 100% nhá anh em nhá. Đấy, đảm bảo anh em là vậy, dây đồng 100 bao anh em xài nó rất là mạnh, bền luôn. Bền và mạnh luôn, và kèm theo cả cái hơn hộp mũi này. Đấy, nguyên bộ hộp mũi này. Đấy, nguyên bộ hộp mũi nhá anh em nhá. Đấy, kèm theo máy là bộ hộp mũi như này. Đấy, nguyên bộ của nó đây. Đấy,
giá chỉ có 1.000.000 đồng thôi, báo ship tận nhà anh em nhé. 1.000.000 đồng. Máy này rất là mạnh luôn, có khoan tường, có chức năng búa khoan tường nhá, động lực khoan tường nhá, anh em nào quan tâm nhắn tin giúp nhá. Còn đây là con khò của Ojito nhá, khò điện Ojito, công suất của nó là 2000W, điện 220, nhiệt của nó là 600 độ C. Đấy, phụ kiện kèm theo thì đầy đủ nhá. Giá chỉ 600k như cái này. Đấy. Nó có con đẹp con xấu. À, con nào đẹp thì 700, con nào xấu xấu thì 600. Đấy, vừa vừa 650. Đấy, giá bao gồm cả phí ship cho anh em rồi nhá. Còn đây là cái con Ryobi. Đấy, cũng công suất của nó là 2000W, nhiệt của nó là 600 độ C. Phụ kiện kèm theo cũng đầy đủ luôn nhá. Điện 220. Giá con này là 750 anh em nhá. Mới đi 100% đấy. 750. Còn đây là con mài nhám đá nhá. Đấy, con mài nhám đá có cứ đầy đủ nhá, cứ chạy theo. Đấy. Cứ của nó đây. Anh em có thể ví dụ như mài cái gì cũng được ấy. Đấy, mài đủ các loại, mài lưỡi dao rồi mài đủ các loại luôn. Đấy, rồi mài lưỡi bào, lưỡi bào cuốn này, mài nói chung là mài nôm na là mài cơ khí. Đấy thì con này. Đấy, nó có cứ luôn, mài rất chuẩn. Đấy, mài độ chuẩn đấy, đế và cần độ chính xác thì mài con này. Đấy, nó có cứ đặt cho anh em là đặt chính xác luôn, anh em rê nhá. Đấy, cái đoàn bàn của nó thì có thể nâng lên được xuống. Đấy. Nâng lên hạ xuống, xéo hay gốc. Đấy. Giá là 1.200.000 nhá. 1.200.000 bao ship tận nhà. Anh em nào quan tâm. Đấy, con máy mài nhám đá nhá. Thì nhắn tin tôi nhá. À, mài nhám không phải là nhà mài nhám đá, mài nhám anh em nhá. Đấy, mài nhám. Còn đây là con cưa đĩa. Đấy, cưa đĩa lưới 185, điện 220 nhá, 185. Công suất của nó là 1.300W. Đấy, hàng tình trạng là mới lưu 100%, giá của nó là 1.000.000 đồng. Đấy, bảo hành cho anh em sử dụng nhá. Đấy, nguyên phun thùng vậy nhá, anh em quan tâm nhắn tin giúp nhá. Còn con mài nhám đá đây. Đấy, con này chuyên mài, bên này là lưới này đá là mài phá này, còn mài để nướt, mài bên đai, đai nhám. Đấy, nhám thì bên đai thì anh em muốn loại nhiễn thì cho nhấp nắp nhám nhiễn, mà phá thì luôn nắp loại nhám phá thì nắp loại nắp dày, nắp to, hà to. Đấy, công suất của nó là 250W. Đấy, điện 220. Giá của con này đấy là để cho anh em là 1.950.000 là bao ship tận nhà anh em nhé, kiểm tra nhận hàng nhá. Đấy, đấy, những cái hàng này nó thật với anh em chứ, tiền ship từ nước ngoài về nó còn đắt, tính bằng đô, giá cao lắm, tính ra lợi nhuận nó chẳng có bao nhiêu, gọi là bán để có hàng thôi. Trong thời điểm này chưa có hàng cũ thì vậy thôi, bán gọi là duy trì hàng hóa thôi. Còn cái con này đây, đấy, cái này là con mài pin nhá, mài có loại mài lưỡi xích nhá, mài lưỡi cưa xích đấy, mài pin đấy. Nhất là anh em mà thường hay đi cắt cây mà hay thường dùng thùng xích mà con cưa xích thường xuyên thì nên mua con này, nó không đáng bao nhiêu tiền cả. Anh em mua con này thân máy đây, bên nếu mà mua có một cái pin 1.5A thôi, với cái sạc adapter nữa đấy, thì nó chỉ rớt vào gói gọn, rớt vào tầm 1.500.000 đấy, cả pin cả sạc đầy đủ thôi, là đảm bảo anh em là về cứ vậy mà mài nhá. Xích mà bị cồn anh em đưa lên mài thì ok đấy, mài rất nhanh luôn. Giá của thân máy là 1.200.000. Nếu anh em cần pin sạc adapter 1.5 thì là 1.500.000 bộ nhá. Anh em mà quan tâm nhắn tin giúp nhá. Còn xin giới thiệu các anh em mấy cái dòng nén khí này. Nén khí lâu lâu mới giới thiệu. Thì cái con nén khí của Santa đây, hàng mới một lưu, gọi là tình trạng của nó thì mới lưu của hàng chính hãng. Đấy, nó chỉ có dòng máy không dầu. Đấy, êm. Nhưng mà nó chỉ có hơi độ của nó, có cái sản xuất hơi độ dở của nó là nó có công suất hơi nhỏ. Nó bình 50 lít. Nhưng công suất của nó chỉ có 1.5 HP thôi. Đấy. Thì hàng chính hãng đang ra là khoảng trên 5 triệu. Đấy, trên 5 triệu con này. Nhưng mà tôi nhập về một số giờ
bán nó hơi khó, hơi chậm đây. Đấy, tôi chấp nhận bán lỗ cho anh em. Chấp nhận bán xả lỗ cho anh em là chỉ có 3.800.000 thôi. Đấy, là ship tận nhà cho anh em nhé. Đấy, ship tận nhà, chấp nhận bán lỗ. Đấy, bán lỗ đấy. Của nó tình trạng máy là mới và có hai đồng hồ. Có bình, có chỉnh áp này. Cái thời gian của nó lên được cái bình này là nó rớt vào 4 phút là đầy bình em nhé. Khi mà bình không có đấy, nó lên 4 phút là đầy. Đấy, anh em nào quan tâm nhắn tin giúp nhá. Còn cái con đây, con full bo này, đấy, công suất là 2.5 2.HP nhá. Dòng cũng dòng máy không dầu của dòng nội địa Úc nhá. Đấy, nói chung là con này thì bền khỏe, 2.0 HP. đấy, thì hàng đã qua sử dụng thì anh em nào quan tâm nhá. Đấy, thì tôi để cho anh em là giá là 2.2 triệu. Đấy, là bao ship tận nhà cho anh em nhá. 2.2 triệu bao ship tận nhà cho anh em đi kiểm tra nhận hàng nhá. Đấy, con 50 lít nhá, dòng football, đảm bảo là bao bền. Cái này, con này là thương hiệu Mỹ em nhá. Đấy, nó thương hiệu Mỹ, Santa đây nó cũng thương hiệu Mỹ. Còn đây là cái con Kobe này. Đấy, Kobe này còn một con duy nhất anh em nhá. Đấy, hàng này của lấy thử của công ty về cũng bán thử nhưng mà nó cũng hơi chậm. Đấy, thì hôm nay cũng bán xả lỗ luôn, có một con duy nhất đây. Đấy, bán xả lỗ luôn, bán cho anh em là 2.7 triệu bao chip luôn, bán xả lỗ cho anh em nhá. Con này là 36 lít, công suất của nó tới 4.4 HP, dòng có dầu nhưng mà vẫn có bảo hành của công ty nhé em nhé. Đấy, vẫn có bảo hành của công ty. Đấy, bán xả lỗ cho anh em đấy, vẫn bảo hành công ty. Khí nén của nó là đều 8 kg, tất cả đây là khí nén đều 8 kg em nhé. Đấy, khí nén 8 kg đấy. Còn cái con đây là cái con đây cũng vậy này, con Kobe 2. Con này cũng 2.0 HP này. Đấy, dòng máy không dầu, nhỏ, 24 lít này. Điện 220 đấy. Con này cũng có 2 đầu bơm. Thì con này anh em có quan tâm thì để cho anh em cũng giá 1.8 triệu luôn, bao ship luôn. Đấy, bán xả lỗ cho anh em luôn. Đấy, trước bán 2.4 triệu đấy nhưng hôm nay bán xả lỗ luôn. Đấy, để cho anh em được 1.8 triệu. Đấy, con này cũng vậy này. Con này là cũng 2.0 HP, dòng có dầu này. Đấy, nhưng mà con này thì có dầu thì máy nó có vẻ hơi to hơn. Đấy, con này cũng vậy này. Để 1.8 triệu luôn, bao ship tận nhà luôn anh em nhé. Đấy, con này là con sông bao. Đấy, con sông bao chứ không phải là cô ve. Anh em nào quan tâm nhắn tin giúp nhá. Dòng cơ trượt anh em nó có nhu cầu cơ trượt nhá. Cơ trượt thì Santa đây. Đấy, cơ trượt Santa đây nhá. Nghiêng ngả hai bên. Độ cắt tối đa giờ cắt dài tối đa được 33 phân. Đấy, xéo thì được 45 độ, nghiêng ngả hai bên. Đấy, anh em nào quan tâm cái con cơ trượt của dòng Santa đây. Lưỡi thì lưỡi hợp kim. Lưỡi 254 hợp kim, cắt tối đa dày. Nó được 9 phân. Đấy, anh em nào quan tâm thì giá của nó rớt vào là đi 5.800.000 là bao chip tận nhà kiểm tra nhận hàng anh em nhé, bảo hành chính hãng. Đấy, còn con IG. Đấy, con IG đồ đã qua sử dụng. Con này nghiêng có một bên thôi, công suất của nó đây. Đấy, con này công suất thì nó được 1.400W anh em nhé. Đấy, con này thì nó cũng đồ IG thì rất là bền. Đấy, cũng độ trượt các đây. Con này anh em nào quan tâm thì để cho anh em là giá để cho anh em là giá 3.2 triệu nhá. 3.2 triệu. Có đầy đủ phụ kiện này. Rồi sang chuyển sang cái con súng bê tông này. Đây con body súng bê tông. Đấy, anh em nào có nhu cầu vừa rồi có mấy anh em hỏi mà. Đấy, cũng có một số người hỏi đây. Thì tôi cũng có một con thôi em nhá. Đấy, có một con thôi. Đấy, nó chuyên bắn bê tông, bắn pin, đây là pin, máy pin bắn bê tông. Con này dòng không chổi than nhá, HP nhá. Đấy, giá con này 3.2 triệu một body nhá anh em nhá. Đấy, 3.2 triệu body. Máy tình trạng là ok. Đấy, đẹp long lanh luôn. Đấy, anh em nào quan tâm nhắn tin giúp nhá. Còn đây là con phun sơn này. Đấy, phun sơn. Đầy đủ phun phụ kiện đây. Đấy, có này. Phun sơn pin nhá, body phun sơn pin mới lưu 100% nhá anh em nhá. Đấy, mới lưu 100% chưa sử dụng này. Pin 18V. Đấy, anh em là xài pin này, có pin Makita thì
chuyển cái chân Makita. Còn nếu khung thì bên tôi báo pin sạc cho anh em. Body là giá là đi body full sơn nhá, giá là 800k nhá anh em nhá. Này 800k cái body full sơn. Mới lưu cái nhá. Còn đây là con đánh bóng này. Đấy, con đánh bóng của Ojito nhá. Tình trạng máy là mới. Phụ kiện kèm theo thì đầy đủ, không thiếu cái gì nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Không thiếu bất cứ một cái gì. Máy là công suất là 1100W nhá, điện 220. Có điều tốc từ 1 đến 6. Đấy, máy hoạt động bền, bao bền. Bao bền và bao bao mạnh anh em nhá. Giá của con này. Đấy, để cho anh em là 1 triệu 1 triệu 3 là bao ship tận nhà anh em nhá. Đấy, 1 triệu 3 bao ship tận nhà. Đây, còn cái con phun sơn cầm tay này, phun sơn điện cầm tay, công suất của nó 400W điện 220. Đấy, con này là dùng cho anh em là phun sơn dầu, sơn cửa, sơn nước, sơn tường cũng được nha, dặm vá sơn tường ok. Để neo tràn giáo thì phun cái này, cầm này nhẹ nhàng. Đấy, phun được tất cả nha, bình của nó tối thiểu là 1 lít anh em nhá. Còn anh em ít thì là 800. Đấy, giá của nó chỉ có 750k bao ship tận nhà anh em nhé. Tình trạng máy còn khá đẹp luôn. Còn đây cái con cưa kiếm này, cưa kiếm của Ojito nhá, có điều tốc nhá, công suất của nó 920W điện 220. Đấy, có phụ kiện kèm theo đầy đủ, hoạt động bình thường, máy tình trạng là còn được 95-97%. Đấy, giá con này. Đấy, anh em quan tâm là để anh em 850k bao ship tận nhà nhá. Đấy, kiểm tra nhận hàng nhá. Còn đây là con thổi lá điện này. Đấy, còn mỗi một con duy nhất thôi anh em nhá. Vừa rồi về là được 20 em hết rồi, còn một con duy nhất thôi. Đấy, thổi lá điện còn một con duy nhất đây. Anh em nào quan tâm nhá, giá là đi để cho anh em là giá 1.950 triệu này, 950 1 triệu bao ship anh em nhá. Đấy, 1 triệu bao ship. Đấy, tốc độ gió của nó để nó gom gió đầu nhỏ lại rất là mạnh luôn anh em nhá. Đấy, công suất của nó 1800W nhá. Em là con mới trong tình trạng này, mới đi 100%. Còn cái đây con tỉa rào này. Đấy, đây là con tỉa rào nhá. Điện nhá, điện công suất của này là 500, công suất của nó là đi 550W anh em nhá. Đấy, điện 220. Đấy, lưỡi của nó dài được 50 nhá. Đấy, 50. Đấy, 50. Anh em nào quan tâm là 950 nhá, bao ship cho anh em. Còn anh em nào có quan tâm này, con phun sơn chân quỳ này anh em này. Đấy, phun sơn chân quỳ của Ojito ấy thì công suất của nó là 700W điện 220. Đấy, điện 220 có chỉnh này, có nút chỉnh màu đỏ, chỉnh áp nhá. Đấy, hoạt động bình thường. Bit ai của nó nên là 3.200 bit ai. Đấy, giá con này thì để cho anh em là 2.500.000 bao ship tận nhà nhá. Đấy, tới cứ kiểm tra nhận hàng giúp anh em nhá. Còn cái dòng đây cưa xích điện của Ojito đây, công suất là 1.900W, lam của nó dài là 35, điện 220. Đấy, bao khỏe nhá, bao khỏe bao bền nhá anh em nhá. Đó, khỏe bao bền. Giá của con này là 1.400.000 một con bao ship tận nhà nhá, cưa xích điện Ojito. 1.400.000 một máy nhá, bao ship tận nhà cho anh em. Còn đây là con khoan điện bê tông 900W. Đấy, khoan bê tông 900W của Ojito nhá, 4 chức năng, điện 220. Đấy, con này là mới lưu, tình trạng là mới lưu 100%. Đấy, giá của con này 1.350.000 nhá anh em nhá, 1.350.000 bao ship tận nhà. Đấy, điện 220. Còn cái con này thì đã qua sử dụng này. Đấy, đã qua sử dụng cũng điện cũng 900W, điện 220. Đấy, đã qua sử dụng nó còn được 90-95%. Giá của con này cũng đầy đủ, mũi đầy đủ nhá, mũi khoan đục đầy đủ luôn. Đáng 1.300.000. Đấy, 1.300.000. Còn đây là cái con máy cắt cỏ điện anh em nhá, máy cắt cỏ điện của Ojito này, cầm tay này. Đấy, công suất của nó chỉ có 550W thôi. Đấy, cắt cỏ điện, cắt lưỡi cước anh em nhá. Thì anh em nào quan tâm con máy cắt cỏ điện này thì tôi để cho anh em là giá chỉ có
600k nhá, cắt cổ điện ô chi tổ 600k. Đấy, anh em nào quan tâm nhá thì nhắn tin nhá. Motor này của nó là motor từ ấy nha anh em nhá. Đấy, 600k. Còn đây là con mài nhá, mài đá nhá, mài đá mài nền nhá. Đấy, của full bo. Tình trạng máy thì đẹp 98-97%, 78%. Máy xài hơi sơ nước thôi anh em nhá, còn rất là đẹp, đông lạnh thôi. Đấy, có cái che bụi cho chiếc ok luôn, máy hoạt động bình thường. Đấy, bao bền cho anh em. Đá 1.4 triệu anh em nhá. Đấy, đá, đây có đây. Con này của nó là đá của nó tới 180 anh em nhá. Anh em nào quan tâm nhá, nhắn tin nhá. 1.4 triệu. Bao ship tận nhà cho anh em, điện 220 công suất 2000W. Còn đây là cái con dòng đục bê tông 17 ly. Dòng có full bo. Đấy. Rất là khỏe, rất mạnh luôn. Lưỡi kèm theo ok nhá, lưỡi rồi kèm theo ok. Đấy, hoạt động bình thường. Tình trạng máy được 95% giá con này. Đấy. Để cho anh em 2.3 triệu, công suất là công suất của nó 1550W, điện 220. Đấy anh em có nhu cầu nhá thì nhắn tin giúp nhá. Còn con Milwaukee loại 800W này. Đấy, điện 220. Tình trạng máy mới lưu 100%, giá của nó 3.2 triệu Milwaukee nhá. 3.2 triệu. Còn con bảo cuốn anh em này. Đấy, con bảo cuốn của Ojito này. Máy hoạt động rất mạnh, khỏe nha. Công suất của nó là 2000W, điện 220. Mặt bào của nó 33mm. Đấy, bào độ dày của nó tới được 15mm anh em nhé. Đấy, giá của con này á, để cho anh em là 4.8 triệu bao ship tận nhà nhé. 4.8 triệu bao ship tận nhà. Còn đây là mấy cái máy hàn. Đây, chuyển qua mấy cái máy hàn. Đây có con máy hàn 185 này. Đấy, con máy hàn 185 này. Dây của nó, dây hàn được dài được 3 mét. Thùng của nó chứa được cái dây, cuộn dây được 5 ký anh em nhé. Đấy, điện 220. Đấy, con này nó có hàn được mic que tích nhưng mà không có dây tích kèm theo anh em nhé. Đấy, anh em nào quan tâm con máy hàn mic. Đấy, hàn dây của nó là tối đa là từ 0.8 cho đến 0.1 nhá. Giá của con này để cho anh em là 4.800k bao ship tận nhà nhá. Máy hàn 180-85 của Bosch, thương hiệu Đức nhá. Đấy. Hàng thương hiệu Đức, nội địa Úc đấy. Một cái con hàn M100 này. Đấy, thì dây hàn của nó chỉ được 1 ký thôi. Đấy, 1 ký thôi. Dây hàn là cuộn hàn, dây hàn đồng ký. Giá của con này thì anh em quan tâm để anh em 2.5 triệu bao ship tận nhà nhé. Còn con Kobe Super 250, con này là hàn dây hàn que được 32, hàn kéo vô tư 32 kéo vô tư nhá. Còn hàn chấm bằng tức là 4 ly được nhá anh em nhá. Đấy, giá của con này để cho 1.8 triệu nhá. 1.8 triệu bao ship tận nhà anh em nhá. Còn con CB200A này. Đấy, con này cũng hàn 26 kéo vô tư luôn. 32 thì cũng kéo được nhưng mà kéo chỉ được tối đa được 80% thôi. Đấy. Dòng điện tử nhá, máy nhỏ gọn. Đấy, giá con này á, để cho anh em 1.6 triệu nhá. 1.6 triệu bao ship tận nhà nhá anh em nhá. Đấy, dòng máy hạt que. Còn đây là cái con cắt bê tông này. Đấy, của dòng Estin nhá. Có lưới bao gồm cả lưới đầy đủ nhá. Anh em nào quan tâm cái con máy cắt Estin cắt bê tông thì để anh em giá là đi 3.5 triệu nhá. 3.5 triệu luôn. Còn cái dòng máy phát điện thì cách âm. Đấy, cách âm con này là điện ra 100 nhưng mà có cái chuyển điện ra 220 được nhá anh em nhá. 220 vô tư luôn. Có cái đầu chuyển kèm theo cho anh em luôn. Anh em cứ cắm ghim vào đây rồi chuyển ra điện 220. Đấy, điện khỏe 2500W, điện 220, ra được điện 220 thì giá con này
là 6,5 triệu nha, cái âm nha, máy cực kỳ khỏe luôn. Đấy, của nó ra, cửa ra của nó ra con này có thể ra được 10 ampe. Đấy, ra 10 ampe thì có thể máy hàn được bao nhiêu ta? Hàn được 10 ampe không? À, 10 hàn là thường 10 ampe nhỉ. Đấy, hàn như hàn mini là hàn được nhá. Đấy. Giá của con này đấy để cho anh em là 6,5 triệu đấy. Còn sang chuyển sang cái đây, cái loại máy lọc đứng này. Đấy, và máy cơ bản mini nhá anh em nhá. Riêng cái dòng này anh em nào có nhu cầu mua sỉ về bán nhá thì gọi điện cho shop nhá để đưa cái giá bán lẻ bán sỉ cho anh em nhá. Còn còn bán lẻ đây, đây đấy phun thùng như này. Giá của nó đây, con này cơ đây lọc đứng nhá. Đấy. Con này cắt độ dày của nó tối đa là được 8 phân nhé em nhé. Nó có thể cắt từ chân giò heo rồi thịt, xẻ gỗ, xẻ nói chung là cưa xương cái chứ được hết nha anh em nhé. Đấy, nói chung là người bán thịt bò, thịt trâu họ vẫn mua nhá. Mua về xẻ thịt, xẻ xương nhá. Công suất của nó là 250W. Đấy, điện 220. Đấy, motor từ. Đấy, giá của con này anh em đừng quan tâm nhé. 2,8 triệu trong ca bao chip tận nhà anh em nhé, bảo hành cho anh em 3 tháng. Còn cái cưa bàn mini này công suất của nó là 800W, điện 220, lưỡi của nó lưỡi 200. Đấy, cắt độ dày tối đa được 6 phân. Đấy, nghiêng lưỡi của nó được 45 độ. Đấy, motor từ anh em nhé. Đấy, giá của con cưa bàn mini này nhá, đấy, mới đi 100% phụ thùng đấy, tình trạng là mới đấy, giá của nó đi 2,2 triệu bao ship tận nhà nha. Anh em nào có nhu cầu sỉ thì alo nhá. Còn cái loại thùng cũng vậy này, anh em nào có nhu cầu mua thùng sỉ nhá, có đều có nhá. Đấy, thùng 22 in và 19 in. Đấy, 19 in là đang bán lẻ ra là 600k, còn thùng 22 in này 800k. Đấy, anh em nào quan tâm nhắn tin giúp nhá. Đấy. Còn là máy phát điện đây, con Ojito này. Ojito công suất của nó là 2000W, điện 220, inverter nhá anh em nhá. Đấy, inverter. Con này chạy tích rất tiết kiệm xăng anh em nhá. Tối thiểu 1 giờ nó chạy chỉ hết khoảng 0.4-0.5 lít thôi. Tức là chưa gì, tối thiểu là nửa lít xăng 1 giờ thôi. Đấy, mà máy này tải độ tải ra điện của nó là 230-240V. Đấy, chạy hoạt động đều. Đấy, giá của con này đấy, để cho 4,2 triệu bao ship nhá. Còn con Ryobi dưới này, con này anh em quan tâm 2500W này. Đấy, cũng điện 220 nhưng mà tơ con này chạy 1 giờ tối thiểu là từ 0.6 này. Đấy, đi 0.7. Nên giá của con này để cho anh em là 5,8 triệu bao ship tận nhà cho anh em. Anh em nào có nhu cầu máy rửa xe chứ, đây cái dòng rửa xe thì nhắn tin giúp anh em nhá. Rửa xe hút bụi. Đấy, hút bụi thì có dòng 23 lít rồi 20 lít rồi 35 lít đều có anh em nhá, 20 lít. Đấy, anh em mà quan tâm cái dòng rửa xe hút bụi thì có gì nhắn tin shop cho shop sẽ chụp chi tiết từng cái ấy cho anh em. Đấy, vào Zalo gửi cho anh em. Đấy, anh em ok thì mình chốt thôi nhá. Rồi xin cảm ơn tất cả các anh em, xin anh em nhớ vào thì chấm giúp cho một cái like ở dưới góc trái màn hình nha. Xin cảm ơn và hẹn anh em những cái video tiếp theo nhé. Chào và hẹn gặp lại.